Hello, chào ông anh Thơ Quang. Có nhiều cái tin cũng hay hay. Đấy, giờ hay là cái tin giống như kiểu là thắng thì làm vua mà thua thì làm phim đấy. Cái bộ phim mà ba chị em bị cái nền tảng Netflix đấy gỡ khỏi cái nền tảng ở Việt Nam đấy. Cụ thể là cái cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử ấy đã gửi văn bản yêu cầu công ty Netflix là gỡ phim Little Woman đấy, có nghĩa là theo tiếng tiếng Anh đấy, còn tiếng Việt đấy là bộ phim Ba Chị Em đấy. Đấy. Là phải gỡ khỏi cái nền tảng chiếu phim tại Việt Nam. Nếu mà nhắc về lịch sử mà ở chiến tranh Việt Nam thì nó có nhiều vấn đề lắm. Vào ngày mùng 3 tháng 10 đấy thì cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã gửi văn bản yêu cầu công ty Netflix là gỡ cái phim Little Woman khỏi cái kho ứng dụng ở Việt Nam do có nội dung xuyên tạc về lịch sử Việt Nam. Thì cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã nêu rõ là bộ phim đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4 điều 9 luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những cái hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh và quy định tại khoản 4 điều 11 luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở luật báo chí. Thì những cái vi phạm này đã được cục phát thanh và truyền hình nêu rõ là được thể hiện ở các tập 3 và tập 8 khi nhắc đến cái yếu tố chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Dạ, chào chú Phạm Văn Sĩ nhé. Đấy thì cuối cùng thì cũng đã bị gỡ đúng không ạ? Thắng làm vua mà thua thì đi xuyên tạc tào lao Việt. Thực ra thì lịch sử thì cũng qua lâu rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà cái việc làm phim thì dĩ nhiên là làm phim thì nó cần phải cái nó mang cái yếu tố là có thể là giả tưởng đúng không ạ? Dạ chào chị Thu Hiền. Có thể là giả tưởng, cũng có thể là người ta đưa ra những cái kịch bản nó khôi hài hay là nó mang tính thời sự vân vân cả. Thế nhưng về yếu tố lịch sử thì nó rõ ràng lịch sử thì không thể thay đổi được. Đấy, tuy nhiên là cái nhà sản xuất bộ phim này ấy, thì người ta cũng có những cái phản ứng rất là tích cực. Đấy, người ta phản ứng rất là tích cực thì người ta cũng đã trả lời cái phóng viên Sport VNews đấy, là nhà sản xuất là xác nhận là bộ phim đã ngừng phát sóng tại Việt Nam. Đấy, và người ta cũng đã xin lỗi về cái vấn đề là đã gây ra cái tranh cãi. Và người ta hứa là sẽ chú ý đến tính nhạy cảm về văn hóa xã hội hơn khi sản xuất nội dung trong tương lai. Đại diện của Studio Dragon chia sẻ với báo chí Hàn Quốc. Thế nhưng thực tế là ở đây mà nói thì đây nó là một cái cách trả lời phỏng vấn theo kiểu là thắng thì làm vua mà thua xuyên tạc đấy. Cái vấn đề gây ra tranh cãi ở đây là không phải tranh cãi, không ai tranh cãi cả, đúng không ạ? Chả ai lại thèm đi tranh cãi với một nhà sản xuất phim hay là một nền điện ảnh của một quốc gia nào. Mà đây nó là cái vấn đề lịch sử. Anh xuyên tạc thì chúng tôi phải đính chính, chứ không phải là tranh cãi. Chả ai rảnh hơi đâu mà đi tranh cãi với ông Hàn Quốc đúng không ạ? Thứ hai nữa là chú ý đến tính nhạy cảm của văn hóa xã hội. Đấy. Cái này nó không phải là nhạy cảm. Này là xuyên tạc lịch sử. Chứ còn các vấn đề nhạy cảm là vấn đề khác, cái này nó chả liên quan gì đến văn hóa xã hội cả. Dĩ nhiên là người ta xin lỗi thì mình cũng đánh giá cao thôi, nhưng trong cái cách xin lỗi người ta thì người ta cũng biết cách để người ta lái cái hướng dư luận lên một chiều hướng khác. Thì cái bộ phim này đó thì nó lên sóng thì cơ bản là nó mới hình như nó mới có Việt sốt, nó mới có chưa chưa có lồng tiếng. Thế nhưng mà qua đó thì chúng ta thấy được, còn nội dung xuyên tạc thế nào thì chúng ta biết rồi. Thế thì nhân tiện ngày hôm nay thì chắc là em cũng đọc qua một tí. Lịch sử thì đã qua rồi, đúng ạ. Mà Việt Nam chúng ta với chính sách ngoại giao rất là tuyệt vời, đó là chúng ta chơi được với cả Triều Tiên, cả Hàn Quốc, đúng ạ, cả Nhật Bản, chơi được với tất cả các nước, có nghĩa là bạn là đối tác tin cậy với tất cả các nước, thì chúng ta cũng không có chính sách là theo bên này mà tạo ra cái sự ngăn cách với bên kia, đúng ạ, hay là có cái vấn đề ngoại giao nó không khéo léo, thì chúng ta thấy rất rõ là trong cái giai đoạn hiện nay đó, Việt Nam chúng ta không riêng gì hợp tác với Hàn Quốc mà tất cả các nước chúng ta đều hợp tác một cách nó rất là toàn diện, sâu sắc và đôi bên cùng có lợi. Và lãnh đạo Đảng nhà nước Việt Nam chúng ta cũng rất là coi trọng cái vấn đề là hợp tác giữa các quốc gia, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, chú Tượng Duy Nhất, người ta làm bộ phim nó mang đậm tính chính trị. Nó không giống như cái bộ phim xuyên tạc lịch sử trước đây của Trung Quốc, người ta làm về cái chiến tranh biên giới đấy. Đấy, thế rất là kỳ lạ là ở chỗ là như thế này. Khi mà Trung Quốc người ta làm cái bộ phim nó xuyên tạc về lịch sử chiến tranh biên giới năm 1979, người ta đưa lên phim với tình tiết đó là gì? Đó là người ta, đó là cuộc chiến người ta bảo vệ Tổ quốc. Khi mà Trung Quốc bị xâm lược, đúng không ạ? Cho rằng là Việt Nam là đưa quân xâm lược Trung Quốc. Thì có rất nhiều những cái thành phần ở trong nước thì dĩ nhiên ở đây chúng ta phản ứng của dư luận này hết sức là bình thường, hay cả bản thân cá nhân Trung cũng rất là phản ứng rất là gay gắt về cái nội dung bộ phim đó. Thế nhưng ở đây chúng ta nhìn nhận ra một cái điều, nó cũng là một bộ phim xuyên tạc về lịch sử, đúng không ạ? Cũng là một bộ phim xuyên tạc về lịch sử, nhưng khi Trung Quốc làm phim đó thì những cái thành phần dân chủ cuội rồi những cái thành phần chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta nó lên án rất là sâu sắc, rất là kịch liệt, nó đủ các chiêu trò cả, đúng không ạ? Để nó bài xích, để nó vân vân cả, và ngược lại nó lại chĩa cái mũi giáo về hướng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam về cái vấn đề đó. Thế nhưng ngược lại cái bộ phim Hàn Quốc này chúng ta thấy không? Ngoài cái cục phát thanh và truyền hình và một số anh em chúng ta mà có quan tâm về tình hình đất nước là chúng ta phê phán về cái hành động đó, hành động làm phim xuyên tạc lịch sử đó, thì những cái thành phần dân chủ cuội, thành phần chống phá đất nước, đặc biệt những khủng tổ chức khủng bố như Việt Tân, nó có lên tiếng đâu? Đấy, nó cứ bảo nó yêu quốc gia, yêu dân tộc, yêu đồng bào đấy, đúng không ạ? Thế mà nó xuyên tạc về lịch sử, nó có bao giờ nó lên tiếng, nó có nói đâu? Hay là gì? Hay là Hàn Quốc là đồng minh của nó đấy, đồng minh của nó, và cả hai đều là tay sai của Mỹ trước đây, cái chính quyền mà cái giai đoạn những năm 60 đấy, thì có phải như thế không? Của cái gọi là cái quân đội của Bắc Trung Hy đấy. Thế nên là nó lấy chiếu, nó đáp lại đấy, nó không bao giờ nó nói, không bao giờ nó lên tiếng cả, mà chỉ thấy lác đác, đúng không ạ? Một vài kênh YouTube rồi một vài kênh thông tin trên mạng xã hội Facebook, hoặc là đặc biệt là TikTok. Rất là mừng, TikTok thì rất nhiều các bạn trẻ chơi. Mặc dù trên TikTok ấy, nếu mà cô chú anh chị theo dõi thì sẽ thấy đó là cũng nhiều thành phần xuyên tạc bây giờ nó cũng sử dụng qua TikTok rất là nhiều. Bởi vì trên TikTok thì thời gian nó ngắn, đúng không ạ? Thì nó sẽ truyền tải một vài cái thông tin ngắn gọn thôi. Nó có thể thu hút được nhiều người nghe hơn ở trên các cái buổi live như thế này. Đấy, thì đặc biệt là TikTok nó có một cái lợi thế, đó là rất nhiều các bạn trẻ là các bạn tham gia trên cái nền tảng đó. Thế nên nó cũng là một cái thời cơ chúng nó, để chúng nó đánh vào các cái thế hệ, các bạn trẻ đó. Nó xuyên tạc, nó bóp méo và nó đánh vào đó. Đấy, thì nếu mà nói đó, thì em cũng xin phép chia sẻ lại cái nội dung của một số cái tổng hợp của một số cái anh chị em, đúng không ạ? Thì người ta đã tổng hợp lại những cái tội ác man rợn của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Thì đã có trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người. Đấy. Dĩ nhiên là hiện nay thì vừa rồi em có nhắc rồi, đó là giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày nay là có mối quan hệ rất là tuyệt vời trên nhiều các lĩnh vực. Thế nhưng mà ở đây chúng ta phải nói là cái khoảng đen tối trong cái giai đoạn lịch sử này chúng ta không thể quên. Mặc dù chúng ta gác lại quá khứ hướng tới tương lai, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua hay là chúng ta quên đi, hay là chúng ta dễ dãi và chúng ta tiếp nhận những cái thông tin xấu độc, đúng không ạ? Thì rất là rõ ràng là như vậy. Thì đó là cái giai đoạn mà các lực lượng quân sự Hàn Quốc dưới chế độ của Bắc Trung Hy đấy đã tham gia và gây nhiều tội ác trong cuộc chiến do Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Theo giáo sư người Hàn Quốc Henonis Kron, đúng không ạ? Tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, đã có trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất là 13 vụ giết trên 100 người. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể kể ra một vài vụ như thế này. Ví dụ như vụ thảm sát Thái Bình là vào buổi sáng sớm của tháng 2 năm 1966, một toán quân thuộc sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ của Hàn Quốc đã tiến vào làng Thái Bình, tỉnh Quảng Nam trong một cuộc càn quét các du kích giải phóng. Tuy vậy, chúng chỉ tìm thấy những ngôi làng, tìm thấy trong ngôi làng 68 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em. Những con người vô tội và không có khả năng kháng cự này đã trở thành đối tượng để Mãnh Hổ chút giận bằng hàng loạt phát súng và cả một quả lựu đạn. Lính Hàn Quốc đã giết hại dã man 65 người, 3 người may mắn sống sót trong vụ thảm sát sau đó đã trở thành nhân chứng để tố cáo tội ác của sư đoàn Mãnh Hổ.
Để ghi nhớ cái sự kiện tăng tốc này, một đài tưởng niệm khắc tên của 65 nạn nhân đã được dựng tại làng Thái Bình. Tiếp theo nó là vụ thảm sát Diên Liên, Phước Bình vào sáng ngày 9 tháng 10 năm 1966. Đây, nó thuộc cái tiểu đoàn 3 của cái lữ đoàn Rồng Xanh đấy. Thì nó cũng vào nó tàn sát, đúng không ạ? Tàn sát 68 người. Trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13 tháng 10 thì Rồng Xanh lại tiếp tục càn quét và hại thêm 112 người dân vô tội ở thôn Diên Liên gần đó. Tổng cộng là từ ngày 9 tháng 10 và ngày 13 tháng 10 là lính Hàn Quốc đã tàn sát 280 phụ nữ và trẻ em ở hai thôn Diên Liên, Phước Bình. Ngày nay thì cái di tích, cái vụ thảm sát này thì vẫn được, đang còn và đã được xếp vào xếp hạng và cấp bằng di tích quốc gia. Rồi vụ thảm sát Bình Hòa tháng 12 năm 1966, đúng không ạ? Rồi các cái vụ khác nữa, rồi vụ thảm sát Bình An ngày 23 tháng 1 năm 1966, vân vân, rất nhiều vụ. Mà hiện nay đó, cái tài liệu này chúng ta đang còn, đúng không ạ? Thậm chí là có những cái việc mà trước đây đã chia sẻ là cái ông nhà sư người Hàn Quốc, ông đã xin lỗi về cái nội dung này. Ông làm cái lễ, đúng không ạ? Làm cái lễ tưởng niệm và ông xin lỗi nội dung này. Thế thì ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng. Ví dụ như chúng ta thấy phản ứng của Hàn Quốc khi Nhật người ta đến thăm cái đền thờ gì đó. Cái đền thờ gì mà Nhật người ta thờ những cái người lính Nhật, gọi là ngày đó gọi là phát xít Nhật đấy. Trong chiến tranh thế giới thứ hai mà ở cái đền thờ gì mà người Nhật người ta đánh Hàn Quốc đấy. Người ta cũng thực hiện các cái hành động như của Hàn Quốc làm ở Việt Nam thôi. Đúng không ạ? Người ta lính của Nhật thì người ta cũng làm đúng cái hành động như kiểu là ở Hàn Quốc, cũng như kiểu là người Hàn Quốc sang Việt Nam vậy, lính Hàn Quốc sang Việt Nam vậy thôi. Cũng là cướp giết hiếp thôi, đúng không ạ? Cũng là cướp giết hiếp thôi. Thế nhưng mà người Nhật khi mà người ta, các cái thủ tướng Nhật Bản ấy, thì người ta đến người ta thắp hương tưởng niệm cái người đó. Thì Hàn Quốc lên án rất là gay gắt và cho rằng đó là xúc phạm vào lịch sử, xúc phạm vào... những người dân vô tội, những người phụ nữ, người già và trẻ em vô tội đã bị quân Nhật tàn sát, đúng không ạ? Đã đến xâm chiếm Hàn Quốc. Thế thì Hàn Quốc có trách nhiệm gì để sang Việt Nam, đúng không ạ? Và các cái hành động của các cái đơn vị của Hàn Quốc mà chúng ta nghe thấy toàn tên các cái loại động vật thôi, đúng không ạ? Nào là Rồng Xanh, các thể loại, chả thấy đi đánh được với quân chính quy của Việt Cộng lần nào. Đấy. Thế mà toàn đi tàn sát phụ nữ, người già và trẻ em thôi. Và vào năm 2016, trong một cái bài phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in, hình như ông hồi đó 26 Moon Jae-in gì đấy, đúng không ạ? Thì ông đã ca ngợi những cái người lính Hàn Quốc này và ông cho rằng là cái nước Hàn Quốc ngày hôm nay phát triển được là có công ơn của những cái người lính này, bởi vì đã tham gia lính đánh thuê cho Mỹ, được Mỹ trả tiền, góp phần xây dựng đất nước. Đấy, đúng, chúng ta thấy rất là rõ ràng, cùng một sự kiện như nhau, hành động như nhau. Thế nhưng mà ngược lại thì Hàn Quốc thì lên án Nhật Bản. Đấy, thế nhưng mà bản thân Nhật, Hàn Quốc thì lại tôn vinh những người lính của mình. Chúng ta thấy nó có vô lý không? Đấy, và đặc biệt ở đây tại sao em chia sẻ cái nội dung này, nó có mấy cái điểm như thế này. Cái lịch sử đã qua rồi, thế nhưng mà đặc biệt là thế hệ trẻ, chúng ta phải khẳng định một điều, đó là không được phép quên đi lịch sử. Dạ em chào chị vợ Phèo nhá. Chúng ta không được phép quên đi lịch sử, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta không quên được phép quên đi cái giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Cái đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhỏ bé nhưng nó chịu bao nhiêu tấn bom đạn, đúng không ạ? Chất độc dioxin. Đấy, rất là nhiều, hàng triệu người lính nó phải ngã xuống. Hàng triệu đồng bào chúng ta phải chết trong vô tội vì cái cuộc chiến tranh này. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc này. Đấy, chúng ta đã đánh đuổi được đế quốc Nhật, phát xít Nhật, đúng không ạ? Đã thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Ngụy Tây Sai. Cái sự đánh đổi đó nó không có gì mà chúng ta có thể đong đếm được. Chúng ta không lấy gì ra để có thể so sánh được. Bởi vì nếu mà nói về góc độ nhân quyền theo tiêu chuẩn của Mỹ đấy, có nghĩa là nhân quyền, quyền con người là cao nhất đấy. Thế nhưng mà người Mỹ, chính người Mỹ người ta lại không cho những cái nước khác có cái nhân quyền. Thế là cái cuộc chiến này đó, thì chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúng không ạ?
quân và dân Việt Nam chúng ta đã hoàn thành một sứ mệnh lịch sử. Có thể nói là cái sứ mệnh lịch sử thiêng liêng và cao cả nhất, đó là chấp nhận hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, và chúng ta đã làm được. Thế hệ cha ông chúng ta đã làm được. Thì không lý do gì thế hệ con cháu phía sau mà chúng ta lại quên ơn những người đi trước, đúng không ạ? Và cũng không có lý do gì để thế hệ con cháu chúng ta quên đi một cái giai đoạn lịch sử của dân tộc hào hùng như thế. Chúng ta mặc dù chúng ta là hy sinh, là giai đoạn lịch sử đen tối, nhưng từ trong cái đen tối đó chúng ta đã tìm thấy được cái hào hùng của dân tộc. Đó là sự đoàn kết, đúng không ạ? Sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Mà cái điều đó trong chúng ta làm được, chả lý do gì thế hệ con cháu chúng ta lại quên đi cái điều đó cả. Thế thì ngày hôm nay dĩ nhiên là một bộ phim. Thế nhưng mà thử hỏi nếu như, đúng không ạ? Nếu như người Nhật người ta cũng làm một bộ phim, người ta ca ngợi lính Nhật trong cái chiến tranh ở Hàn Quốc thì thế nào? Mà chúng ta thấy rất rõ là người dân Hàn Quốc, đúng không ạ? Và lãnh đạo của đất nước Hàn Quốc đấy, người ta phản ứng rất là gay gắt mỗi lần mà Thủ tướng Nhật Bản đến thăm cái ngôi đền này, ngôi đền gây tranh cãi này. Thế chả hiểu lý do tại làm sao mà ngày hôm nay đó, có rất nhiều người có những cái tư tưởng, thì dĩ nhiên mỗi người có một quan điểm khác nhau, nhưng cái tư tưởng rất là lạ lùng. Khi người ta cho rằng phim ảnh nó chỉ là phù phiếm, nó chỉ là thế này thế nọ, nó chỉ mang tính là giải trí, đúng không ạ? Thì làm gì mà lại phản ứng nó lại gay gắt như thế? Thế nhưng các bạn quên mất một điều, đó là lịch sử của dân tộc thì không thể nào thay đổi được. Đặc biệt là để cho một quốc gia khác người ta xây dựng một bộ phim, người ta xuyên tạc vào nội dung đó, đúng không ạ? Người ta sang người ta cướp giết hiếp đồng bào mình, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ em, mà lại có những người đưa ra những cái quan điểm như vậy. Thế nên các cụ Việt Nam mình có một câu rất là hay, đó là bụt chùa nhà không thiêng, đúng không ạ? Bụt chùa nhà không thiêng. Hàng ngày chúng ta ở Việt Nam, chúng ta đây cũng đẩy các anh trong lực lượng vũ trang, người ta các cái gương điển hình tiên tiến rồi, các cái đơn vị đấy ở khu vực miền Trung đấy, đúng không ạ? Các anh trong các lực lượng vũ trang cùng với này các cái lực tổ chức chính trị xã hội khác, rồi cùng với người dân, người ta đang dọn dẹp sau lũ đấy. Những cái hình ảnh đấy nó có đẹp không? Nó đẹp quá chứ. Nó là hình ảnh thực tế, nó mang giá trị nhân văn và truyền tải thực tế đấy, đúng không ạ? Nó là gì? Nó là cái mà nó còn hơn cả những cái hậu duệ mặt trời trên phim cơ, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây là một số các bạn là rất là kỳ lạ, đành rằng các bạn có quan điểm, các bạn ủng hộ, đúng không ạ? Ủng hộ thần tượng các thứ thì đó là quyền của các bạn thôi. Ai cũng có quan điểm của mình. Thế nhưng về góc độ lịch sử của dân tộc thì chúng ta không được phép như thế. Bởi vì khi người ta đã sơn tạc về lịch sử, đúng không ạ? Người ta bóp méo lịch sử và người ta xâm lấn chúng ta bằng cái vấn đề là văn hóa. Văn hóa, xâm lấn về văn hóa. Người ta truyền tải những thông tin không đúng. Thì một lần không đúng thì lúc đầu còn có nhiều phản ứng, thì là mang lại cái tín hiệu tốt. Thế nhưng dần dần á, nếu mà chúng ta coi nhẹ, đúng không ạ? Chúng ta coi nhẹ và chúng ta cho rằng đó là chỉ là lĩnh vực giải trí, thì những cái bộ phim như vậy nó sẽ thường xuyên, thì những cái bộ phim như vậy nó sẽ thường xuyên hơn, nó truyền tải nhiều cái thông tin hơn, thì nó rất là nguy hiểm. Đấy. Đấy, thế hôm nay là chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào buổi live sau nhé. Dạ. Yeah.